Mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 1 trong 46 sách giáo khoa toàn sáu cánh trời tập 2. Bài tập số 1 có nội dung như sau: viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: -7/20, -12/25, -16/500 và -4/25. Thì để viết các phân số và hỗn số này dưới dạng số thập phân thì các bạn phải đưa cho cô các phân số và các hỗn số này dưới dạng phân số thập phân trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý đầu tiên. Ta có này, -7/20. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái -7/20 này về phân số thập phân trước. Thì quan sát vào đây, ta thấy mẫu bằng 20. Ta thấy 20 mà nhân với 5 thì bằng 100. Như vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 5 cho cô. Ta được -7 này nhân với 5 trên 20 nhân với 5. Ta có -7 nhân 5 thì chính bằng -35. 20 nhân với 5 thì chính bằng 100. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái phân số thập phân này về số thập phân. Ta thấy này, mẫu thì có hai chữ số đúng không? Hai chữ số 0. Như vậy để chuyển -35/100 về số thập phân ta làm như sau. Đầu tiên các bạn viết lại tử cho cô. Số âm các bạn viết luôn tại đây nhé. Ta có này, mẫu có hai chữ số 0, như vậy chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy từ phải qua trái hai số, các bạn đếm 1, 2. Các bạn đánh dấu phẩy ở đây, để các bạn thêm số 0 đằng trước cho cô. Như vậy sẽ được là -0.35. Rồi, phân số thứ hai là -25/50. -12/25, -12/25 bằng. Bây giờ chúng ta cũng đưa cái phân số này về phân số thập phân đã. Thì ta thấy 25 mà nhân với 4 thì bằng 100. Như vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4. Thì ta có -12 nhân với 4 trên 25 nhân với 4. -12 mà nhân với 4 thì chính bằng -48. 25 nhân 4 là bằng 100 bằng. Bây giờ các bạn để ý này, muốn đưa cái số thập phân này, phân số thập phân này về số thập phân thì chúng ta phải quan sát mẫu đã. Mẫu có hai chữ số 0 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy ở trên tử từ phải sang trái hai chữ số, như vậy -48 các bạn viết lại này. Các bạn đếm 1 2, các bạn đánh dấu phẩy ở đây, thêm số 0 đằng trước cho cô. Như vậy ta được là -0.48. Rồi phân số tiếp theo là -16/500. -16/500. Chúng ta để ý này, 500 mà nhân với 2 thì bằng 1000. Như vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2, ta được -16 nhân 2 trên 500 nhân với 2. -16 nhân với 2 thì bằng -32. 500 nhân 2 thì bằng 1000. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển -32/1000 về dưới dạng số thập phân. Thì đầu tiên các bạn viết lại tử cho cô, 32. Chúng ta không quan tâm đến dấu âm nhé, dấu âm lát nữa chúng ta viết vào thôi. Bây giờ quan sát vào mẫu này. Mẫu của chúng ta có 1, 2, 3 chữ số 0. Như vậy chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy từ bên phải sang bên trái này, 3 chữ số cho cô. 1 này, 2 này, đây là 3 đúng không? Không có chữ số thì chúng ta viết thêm số 0 vào. Sau đó các bạn đánh dấu phẩy vào đây. Sau đó các bạn viết thêm số 0 đằng trước thì sẽ được là đây. Sau đó cuối cùng chúng ta viết dấu âm vào thì sẽ được là -0.032. Như vậy -32/1000 thì chính bằng là -0.032. Rồi phân số cuối cùng là hỗn số cuối cùng là 5/4/25. 5/4/25. Thì cái phần nguyên này các bạn giữ nguyên cho cô. Đây chính là phần nguyên của số thập phân này. Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa cái 4/25 này về dạng phân số thập phân thôi. Thì thấy 25 nhân 4 thì bằng 100 đúng không? Như vậy nhân cả tử và mẫu với lại 4 cho cô. Ta được 5 giữ nguyên này. 4 nhân với 4 trên 25 nhân với 4. Và cái này sẽ bằng 5 phần 5 của 16 này. 25 nhân 4 là bằng 100. 5/16/100. 5 thì chính là phần gì đấy nhỉ? Phần nguyên rồi, các bạn viết 5 phần nguyên dấu phẩy này. Dưới mẫu có hai chữ số 0. Như vậy chữ số ở phần thập phân này cũng sẽ có hai chữ số đúng không? Như vậy chính bằng 0, 5.16.
Vậy 5 4/25 sẽ bằng 5,16. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 1, trang 46, sách giáo khoa tuần 6, cánh chơi tập 2. Các em hãy truy cập vào trang laizai2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.